quý vị, sáng 8 tháng 6 năm 2023, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cho bà Phạm Thu Hằng là Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao, giữ chức quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí kiêm Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao. Bà Phạm Thu Hằng đảm nhận cương vị Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao thay bà Lê Thị Thu Hằng sau khi bà Lê Thị Thu Hằng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Quyền Vụ trưởng Phạm Thu Hằng có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm nhiều cương vị, là người có kinh nghiệm làm việc với báo chí trong nước và quốc tế. Từ năm 2017 đến năm 2020, bà Phạm Thu Hằng là tham tán chính trị tại Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Trước đó, bà Phạm Thu Hằng, Bộ Ngoại giao từng có 4 nữ phát ngôn viên là bà Hồ Thể Lan, bà Phan Thúy Thanh, bà Nguyễn Phương Nga và bà Lê Thị Thu Hằng. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.